Thủ tướng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng sân bay Măng Đen. Chiều tối ngày 19 tháng 8, trong chương trình công tác tại Kon Tum, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực tế, nghe báo cáo và làm việc về một số dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là về định hướng phát triển khu du lịch quốc gia Măng Đen. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đang rà soát đề xuất bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi Kon Tum vào quy hoạch mạng lưới cao tốc quốc gia. Đây cũng là tuyến đường bộ tốc độ cao, ngắn nhất, thuận lợi nhất kết nối trực tiếp hai địa phương biển và miền núi Bắc Tây Nguyên. Đồng thời, việc kết nối cao tốc qua khu du lịch Măng Đen Kon Tum sẽ tạo động lực phát triển hành lang kinh tế Quảng Ngãi, Măng Đen, cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum nối với Nam Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương và vùng. Liên quan tới sân bay Măng Đen, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, bên cạnh các cảng hàng không đã được quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng quy hoạch thành cảng hàng không đối với một số vị trí tiềm năng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung quy hoạch khi đủ điều kiện, trong đó có vị trí dự kiến tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Mới đây, tỉnh Kon Tum đề xuất chủ trương lập đề án đánh giá khả năng quy hoạch và đề xuất đầu tư xây dựng sân bay Măng Đen theo phương thức hợp tác công tư tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong. Dự kiến cấp sân bay là 4E, công suất thiết kế từ 3 đến 5 triệu hành khách một năm, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Thủ tướng nêu rõ định hướng, phương thức phát triển dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, rừng trong phố, phố trong rừng, giữ gìn và phát huy tối đa bản sắc văn hóa nơi đây. Về nguồn lực tại chỗ là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định gồm con người tại chỗ, thiên nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội. Thủ tướng đề nghị tỉnh Kon Tum chủ động triển khai thực hiện, phát huy tinh thần tự lực tự cường để vươn lên mạnh mẽ, lập tổ công tác, phân công một đồng chí phó bí thư phụ trách về việc phát triển Măng Đen.